tần tật về bữa sáng muộn, theo tiếng Việt là bữa lỡ. Bữa ăn này được hiểu nôm na là bữa ăn sáng muộn hoặc bữa ăn trưa sớm hay đơn giản là bữa ăn nửa buổi. Đây là một từ vựng thông dụng mang tính quốc tế và hiện nay cũng có những nhà hàng chuyên về món Âu mới phục vụ loại hình ăn uống này. Được biết là một khái niệm mang tính quốc tế, nhưng bạn có biết rằng Việt Nam ta cũng có một từ mang nghĩa tương tự như thế, thậm chí có nguồn gốc từ thời xa xưa, đó là ăn nửa buổi hay ăn xế. Bạn có tò mò về những điều thú vị xoay quanh bữa lỡ không? Nếu có, cùng mình tìm hiểu về nguồn gốc và các quy tắc thú vị riêng của bữa ăn này nhé! Bữa lỡ là gì và có từ bao giờ? Từ bữa lỡ đầu tiên được sử dụng trên báo in vào năm 1895 bởi nhà văn người Anh tên là Guy Beringer, cũng là một cây bút của Hunter Quickly. Theo đó, nhà văn này đã viết một bài báo đưa ra gợi ý về một bữa ăn chủ nhật nhẹ nhàng. Theo ông thì những người uống rượu nhiều vào tối thứ bảy không nên ăn các món nhiều thịt ngay khi thức dậy. Thay vào đó, họ nên bỏ bữa sáng vào chủ nhật và thưởng thức một bữa giữa buổi nếu thấy thèm ăn. Và bữa sáng muộn có thể ăn sau khi lót dạ nhẹ nhàng bằng trà và bánh ngọt. Beringer cho rằng bữa lỡ không chỉ là một bữa ăn mà còn là một cuộc nói chuyện hấp dẫn. Nó khiến bạn có thể lấy lại năng lượng, giúp bạn cảm thấy hài lòng với bản thân và những người xung quanh bạn. Nó quét sạch những lo lắng và buồn tẻ trong tuần. Một năm sau khi xuất hiện ở Anh, tức là vào năm 1896, từ bữa lỡ được xuất hiện ở Mỹ trong bài báo Điều mới mẻ trong bữa trưa, được đăng trên tạp chí New Oxford. Khi đó, bài báo này đã nhắc đến bữa lỡ như một xu hướng ăn uống mới ở xứ sở sương mù. Tuy nhiên, mãi đến những năm 1920 thì bữa lỡ mới thực sự lan rộng và trở thành trào lưu ở Mỹ. Bữa lỡ là sự kết hợp giữa từ bữa sáng, breakfast và lunch, bữa trưa. Một bữa ăn lạc trôi giữa bữa sáng và bữa trưa, nghĩa là quá muộn để ăn sáng nhưng lại quá sớm để ăn trưa. Và để dễ theo dõi thì từ đây về sau mình sẽ dùng từ bữa lỡ thay cho brunch. Về căn bản, bữa lỡ là một bữa ăn kết hợp giữa bữa sáng và bữa trưa, nên thông thường nó sẽ có tổng hòa các món ăn của hai bữa này trong ngày. Một phần do bữa ăn này có nguồn gốc từ Anh và Mỹ, nên các món ăn cũng là những món phổ biến của hai nước này. Một số cái tên kinh điển trong một bữa lỡ cơ bản có thể gọi như pancake, waffle, bánh sừng bò, bánh mì lát, ốp la, mứt trái cây. Người ta cũng thường ăn bánh mì sandwich cùng một số loại thịt nguội và uống kèm cà phê, nước trái cây hoặc trà, và đôi khi là có kèm cả cocktail nữa. Hiện nay, phần nhờ vào việc giao thoa văn hóa qua nhiều quốc gia, các bữa lỡ bây giờ cũng đa dạng hơn với nhiều món châu Á như là dim sum, các loại bánh bao, gỏi, các món cuốn, các món súp, kimbap, sushi, v.v. Vậy bạn có tò mò là những bữa lỡ đầu tiên trên thế giới nó sẽ như thế nào không? Khi bữa lỡ bắt đầu ghi dấu ấn trên khắp nước Mỹ, nó được định nghĩa là một bữa ăn xa xỉ được phục vụ trong các khách sạn sang trọng cho giới thượng lưu. Vào những năm 1930, bữa lỡ phổ biến hơn và trở nên gần gũi với tầng lớp trung lưu. Các bà nội trợ đã nhận ra sự tiện lợi, rẻ và dễ dàng để thực hiện hơn. Từ đó họ dần có bữa sáng muộn tại nhà. Họ chiên thịt xông khói, bánh donut và bánh nướng, pha nước cam, trà và cà phê. Đó là một cách tuyệt vời để tận hưởng một buổi sáng thư giãn bên gia đình, bạn bè. Về sau đó, bữa lỡ trở nên bất quy tắc, nghĩa là họ có thể ăn bất cứ thứ gì mà họ thích trong bữa nửa buổi. Đến những năm 1980, bữa lỡ đã hoàn toàn chinh phục người Mỹ, nó thậm chí còn thay thế luôn bữa tối chủ nhật truyền thống của người dân nơi này. Sự yêu thích của người dân với loại hình ăn uống này đã kéo bữa lỡ trở lại các nhà hàng. Nghĩa là thay vì chuẩn bị ở nhà, họ có thể ra nhà hàng và gọi một bữa lỡ hoành tráng theo khẩu vị và túi tiền. Đến những năm 2000, phong cách dùng bữa lỡ đã trở thành mô hình ẩm thực được quan tâm và ưa thích trên toàn cầu. Có gì trong bữa lỡ ở các nước trên thế giới? Bữa lỡ thường rất đa dạng và phong phú. Ở mỗi nơi phục vụ sẽ được cá nhân hóa và phụ thuộc rất nhiều vào truyền thống của địa phương và cảm hứng riêng của những người chuẩn bị nó. Bữa lỡ của người Hồng Kông là những món ăn điểm tâm quen thuộc, hầu hết là những món hấp như há cảo, xíu mại, bánh bao. Người Hoa cũng dùng các loại trà ấm, vừa nói chuyện để xây dựng mối quan hệ. Tại Hàn Quốc, bữa lỡ thường chuộng các món như salad, bơ, thịt xông khói, xúc xích, bánh mì cắt lát, kimbap, v.v. Tại Mỹ thì súp bí ngô, ngũ cốc, bánh mì, bơ, nước ép hoa quả là những gì thường thấy. Tại Pháp, bánh sừng trâu hoặc bánh tổ ong là một trong những món được ưu thích trong bữa lỡ. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua nét đặc trưng ẩm thực của miền Tây nước Pháp trong thực đơn bữa lỡ như hàu tươi, trứng cá tầm, sò điệp, được làm mới với các loại rau xanh và gia vị mùa xuân. Người Nhật thường ăn bữa lỡ với các món như cá hồi, súp miso, cà tím nướng, dưa chuột muối, tamagoyaki, một kiểu trứng rán truyền thống của đất nước mặt trời mọc.
Quay trở về Việt Nam thì bạn có biết rằng bữa lỡ trong tiếng Việt còn được hiểu là ăn nửa buổi hay bữa xế? Chuyện ăn bữa lỡ vốn sinh ra từ quá trình lao động, nhất là lao động trong nông nghiệp và trong xây dựng. Đặc biệt là người chủ nhà thường cho những người thợ xây, thợ nề ăn bữa lỡ để bồi dưỡng thêm. Người ta đổ sức làm công cho đến giữa cử sáng hoặc là giữa cử chiều thì cần bồi bổ thêm năng lượng. Một bát cơm nguội với nhúm muối mè hay vài khúc cá kho bới theo cũng có thể gọi là bữa lỡ trong truyền thống của nhà nông xưa. Có nhà ăn lương khô, có nhà ăn chè bánh, có nhà làm khúc bánh mì hay nhúm mì gói bẻ vụn cũng được gọi là một bữa ăn nửa buổi chất lượng. Hiện nay trong giới văn phòng cũng có khái niệm về ăn xế, 500 anh em có rủ rê nhau đặt trà sữa hay ăn lót bụng. Đó cũng là một biến thể của bữa lỡ mà có thể là bạn đã bỏ qua. Bữa lỡ của người Việt Nam thì phong phú vô cùng, đó là bánh khọt, gỏi cuốn, bún thịt nướng, bánh xèo, chè, chén, bánh bèo, bánh đúc, bánh nậm, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, xiên nướng, vân vân. Ba yếu tố tạo nên một bữa lỡ hoàn hảo chính là địa điểm, bầu không khí và thức ăn. Bạn có biết vì sao các nhà hàng phục vụ bữa lỡ thường có một vị trí khá là đắc địa, view đẹp, tầm nhìn độc đáo, không gian sang chảnh, thư giãn? Đó là vì tiêu chí này quyết định rất lớn đến sự hài lòng của thực khách. Về cơ bản thì các món ăn được phục vụ trong thực đơn bữa lỡ không phải là những món có yêu cầu chế biến cầu kỳ, thậm chí không khác các món ăn nhanh là mấy. Thế nên điều khách hàng cần sẽ là một nơi thật sự thư giãn, dễ chịu và có phục vụ các món ăn để qua cơn đói. Và dĩ nhiên, đẹp cũng là một phần. Người ta chọn ăn bữa lỡ thường là để trò chuyện thoải mái, thế nên chuyện ăn cùng với ai lại rất được chú tâm. Dĩ nhiên nếu bạn thưởng thức bữa lỡ một mình, đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Xu hướng yêu bản thân và hưởng thụ một mình cũng đang rất được ưa thích. Tại sao không? Khi bạn hoàn toàn thoải mái với điều đó, đúng không nào? Sau cùng thì chính là món ăn. Các món ăn thanh lịch và ngon miệng cho mọi nhu cầu là điều hiển nhiên phải được đảm bảo. Ngoài ra, các loại đồ uống nóng lạnh cũng thường được lưu tâm một cách tinh tế. Ngày nay thì bữa lỡ không còn là điều gì đó quá xa xỉ nữa. Nó đơn thuần chỉ là một bữa ăn vội khi bạn lỡ ngủ quá giấc và thức dậy quá trễ vào buổi sáng. Bạn có thể dùng bữa lỡ tại nhà hàng hoặc tự mình làm ngay tại nhà. Quan trọng là bạn thích, còn chuyện nguyên tắc thì để sau. Nếu bạn thích video này, hãy like và đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video sau.